đây mình xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ là một trong những đối thủ nặng ký, một trong những kẻ thù của thời gian, bởi vì cô ấy trải qua biết bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn giữ được một nét đẹp bền vững, đó chính là nghệ sĩ Anh Thư. Chào chị Thư. Yeah. Em chào chị ạ. Xin chào Hoàng. Mọi người thấy Hoàng ở bên nói đúng không nào? Chị ấy luôn luôn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Nhưng mà em cũng muốn hỏi thăm chị xíu là có bí quyết nào, món ăn nào mà giúp cho chị giữ mãi cái nét thanh xuân như vậy không ạ? Nếu mà mình muốn có một cái sức khỏe và một cái ngoại hình nó tươi tốt thì mình chịu khó ăn uống đúng cái liều lượng, cũng như là mình phải kiểm soát cái cân nặng của mình. Kiểm soát cái cân nặng. Dạ. Mình chỉ cần mình giữ cái số cân đó hợp lý á thì mình cảm thấy mình tự tin hơn. Nhưng mà là một nghệ sĩ, một diễn viên, đương nhiên sẽ phải đối đầu với những vai diễn nó đòi hỏi sự đa dạng về cái ngoại hình nữa. Có những cái vai diễn mà nó đòi hỏi là mình phải xấu đi. Chà, vậy chắc phải cần tới hóa trang đúng không vậy? Hay chị đâu có đâu, nói chung là dễ xấu lắm. Ủa vậy hả chị? Mình có một trong những manh mối để lát nữa mình có hình phạt hành hạ nhẹ nhẹ chị rồi. Nhưng mà chị hãy yên tâm, ngày hôm nay chị không đi một mình đâu, sẽ phải đồng hành với hai thí sinh nữa, cũng sẽ là hai bạn khán giả. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Anh Thư. Xin mời quý vị di chuyển vào cái tủ lạnh này. Xin mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ hãy sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao của nghệ sĩ Anh Thư. Trời ơi, chị đứng đúng chuẩn luôn á. Quang có tủ lạnh luôn. Dạ, trời ơi, chị đứng giống như là đang giới thiệu sản phẩm. Nha, đây là tủ lạnh nhà em. Trong đây là chứa nhiều thực phẩm, lương thực rất là ngon miệng. Nhưng bây giờ sẽ là một phần ngon mắt nữa bởi sự xuất hiện của hai fan hâm mộ. Hai bạn đó chính là Phúc Hậu và Tâm Bảo. Xin mời. Chào hai bạn. Chào. Dạ. Chào hai đây bạn. Đây là Phúc Hậu, đây là Tâm Bảo. Thần tượng mình nè, diễn viên Anh Thư. Bắt tay chị nhẹ cái đi. Đó. Này là hai đầu bếp đúng không? Đây là hai bạn đã đăng ký tham gia cùng với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ạ. Không biết là các bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình để chị Anh Thư hiểu rõ hơn không ạ? Thưa anh, hiện tại thì em đang là giảng viên ngành luật. Và đồng thời em cũng là một người mẫu tự do. Giảng viên ngành luật mà dạ. Người siêu mẫu mà còn biết nấu ăn nữa. Còn Phúc Hậu thì sao nào? Dạ, em xin chào anh, xin chào chị Thư và cũng như là chào anh cùng chơi. Hôm nay em rất là vui khi được tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, đặc biệt là được chơi chung với người thần tượng của mình. Em rất thích chị trong cái vai diễn phim Tuyết Nhiệt Đới. Cảm ơn em. Các bạn đã tìm hiểu về nghệ sĩ Anh Thư rất là nhiều qua những phương tiện truyền thông, qua những bộ phim cô ấy đóng, qua những hình ảnh mà cô ấy xuất hiện. Nhưng chưa bao giờ mà hiếm khi nào nghe Anh Thư chia sẻ về những bí quyết ăn uống hay là những khẩu vị mà hợp với khẩu vị của cô ấy. Và bây giờ sẽ là những manh mối đầu tiên nằm trong cái tủ lạnh này. Xin mời cả nhà. Đây. Quá nhiều món. Tủ lạnh nhà em đây, rất nhiều món ăn, thức uống. Chị Thư à, trong đây có món nào chị thích hay không? Chị thấy là cái món chị không thích là chị không dám quan sát tiếp tục rồi đó. Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là chị thích nè? Bao nhiêu? Thích hơi nhiều, tại vì chị cũng dễ ăn, dễ nuôi. Cảm ơn chị. Rồi, chúng ta đóng tủ lạnh lại. Đó là những món ăn mà chúng ta đã quan sát trong tủ lạnh. Thì các bạn cũng có thể đoán là chị không thích món nào và chị thích món nào. Nhưng mà còn về hương vị thì sao ạ? Để các bạn biết lát nữa mình nêm nếm cho nó chuẩn hơn á. Thì chị thích ăn chua, ăn cay, ăn mặn, ăn chay hay ăn gì chị? Nói chung là chị dễ nuôi lắm. Cho nên là cứ nấu ngon là chị ăn được rồi. Như vậy thì đoán xem là cái khẩu vị nào là hợp với chị Anh Thư nhất. Bây giờ hãy đến với không gian để chúng ta chế biến đồ ăn. Xin mời các bạn. Và bây giờ hãy sẵn sàng với không gian mới của Khẩu Vị Ngôi Sao. Cả hai nhân bếp đang thuộc về bạn Tâm Bảo và bạn Phúc Hậu. Và tại nơi đây chúng ta sẽ vượt qua từng vòng thử thách để có được nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Đầu tiên sẽ là nguyên liệu chính. Chưa biết nguyên liệu chính là gì, nhưng người chơi sẽ phải vượt qua thử thách sau đây để giành lấy quyền ưu tiên chọn lấy nguyên liệu chính đó. Bởi vì nguyên liệu đó là món ăn mà chúng ta cảm thấy tự tin với sở trường của mình nhất. Hãy sẵn sàng với luật chơi. Chỉ có 60 giây mà thôi. Các bạn nhanh chóng tiến về khu vực tạp hóa để đằng sau lưng chị Anh Thư á. Mình sẽ phải cố gắng nhớ lại những gì mà nằm trong tủ lạnh hồi nãy. Chị Thư đã chia sẻ là có món chị thích và có món chị không thích. Hãy đem về đây mỗi lượt đi là một món. Đem càng nhiều món càng tốt. Đó là những món ăn mà các bạn đoán rằng chị Anh Thư rất thích ăn. Sẵn sàng nha. Nhớ những gì mà cái biểu cảm cảm xúc của chị hồi nãy thấy được cái đồ ăn nghe không? 60 giây, xin mời, bắt đầu.
Hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Trời đất ơi, đi từ từ kiểu gì mà muốn dọn sạch cái siêu thị của tôi luôn vậy trời. Ghê thiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra khu vực của từng bạn. Chị Thư, chị muốn kiểm tra khu vực của bạn nào trước? Bên này trước đi ha. Dạ rồi. Đây là số lượng đồ ăn mà bạn Tâm Bảo đã mang về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món lận. Quá dữ thiệt. Đúng là người mẫu chân dài quá khác. Trong 7 món này chị Anh Thư thích mấy món à? Nói chung là món nào cũng ăn được. Dạ, cho em con số chính xác nào. Thích hai món. Nói chung là món nào cũng ăn được. 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 Hai món. Trời, 7 món, món nào ăn cũng được hết, nhưng mà thích thì chỉ thích 2 món thôi. Thì đúng là rồi, món nào cũng ăn được, nhưng dạ, mà thích thì 2 món. Đó, là thích nào, chị thích món nào nào? Thích ăn thịt bò xào rau muống. Thịt bò xào rau muống là 2 món này, thịt bò xào rau muống. Như vậy là ở đây chị Anh Thư chỉ thích rau muống với lại thịt bò thôi. Thì 2 món này kết hợp thành món bò xào rau muống. Dạ. Chúc mừng bạn, dù sao thì cũng là một cái nỗ lực rất là cố gắng của bạn. Cảm ơn Tâm Bảo. Và bây giờ xin mời chị Anh Thư. Chị Anh Thư sẽ kiểm tra bên khu vực của bạn Phúc Hậu. Đây, tại khu vực này thì chúng ta thấy được sự xuất hiện của 5 món. Trong 5 món ăn này thì chị Anh Thư thích mấy món ạ? Thích hết. Ủa, thích hết luôn hả? Trên cầm món ở đây là có món canh bún là món ruột luôn á. Dạ, còn món tôm nè. Tôm thì mình sẽ nấu với canh bí, ăn cũng rất là bổ. Là hợp lý luôn. Thường là hay quên lắm cho nên ăn món này là thường xuyên để tăng cường trí nhớ. Dạ. Còn gỏi cuốn. Gỏi cuốn thì hình như là gái nào cũng thích. Kim chi sao ạ? Kim chi là chỉ tăng thêm gia vị thôi cho nên là cũng phù hợp hết. Dạ, phù hợp luôn. Như vậy là 5 món ăn này đều hợp khẩu vị với chị Anh Thư. Chúc mừng bạn. Như vậy là Phúc Hậu có lợi thế hơn với so với Tâm Bảo rồi. Phúc Hậu, bạn có quyền được lựa chọn nguyên liệu chính. Chờ Hoàng rapper chút xíu, Hoàng sẽ đem ra đây 2 món nguyên liệu. Và đây chính là nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay. Một bên là càng cua. À, rau càng cua. Em nói càng cua không mà đưa xanh xanh mọi người hiểu lầm. Đây là rau càng cua nha quý vị. Và đây là cá dứa. Thì không biết là người chiếm ưu thế được quyền lựa chọn ưu tiên. Dạ. Là bạn Phúc Hậu, bạn chọn cái nào nè? Em sẽ chọn cá. Ồ, cá à. Cá dứa, bạn có quen làm cá dứa không mà bạn tự tin quá vậy. Chắc là con gái thích ăn cá. Ăn cá không mập. Chị Thư sẽ trao phần cá dứa này cho bạn Phúc Hậu. Con cá này ăn không thể mập được tại vì nó quá nhỏ. Đó, cá dứa là một trong nhiều loại cá giàu chất dinh dưỡng đây ạ. Còn đây, rau càng cua xin mời chị Anh Thư sẽ trao cho người bắt buộc phải lựa chọn món rau càng cua. Đó chính là bạn Tâm Bảo. Không sao, rau càng cua này là cũng đặc sản của miền Nam mình đúng không? Dạ. Bảo có hay ăn rau càng cua không? À, dạ, thỉnh thoảng em cũng có ăn anh. Mà có bao giờ chế biến với nó chưa, thấy hồi hộp không ạ? Chúng ta vẫn chưa biết được là nguyên liệu phụ của mình sẽ là gì để kết hợp với nguyên liệu chính này. Nó sẽ tạo nên công thức ra sao? Xin mời nghệ sĩ Anh Thư cùng với hai bạn fan hâm mộ hãy bước vào vòng trong được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đúng với luật chơi của chương trình thì người nào giành được quyền ưu tiên ở phần đầu thì sẽ là người thi trước. Đó chính là bạn Phúc Hậu. Bạn sẽ sử dụng những lời nói và hành động của mình để gợi ý cho chị Anh Thư có thể hiểu được những đáp án đề bài đằng sau lưng chị ấy là gì. Và đặc biệt lưu ý đừng để phạm quy, đừng nhắc bất cứ từ nào nó liên quan đến đáp án. Và chị Anh Thư, chị sẽ không được quyền quay lưng lại để nhìn thấy đáp án đó. Liếc hãy... liếc được không? Dạ, không được liếc luôn. Không được liếc luôn. Hãy sẵn sàng với những lời gợi ý của bạn Phúc Hậu. Và sau đó là nếu như những đáp án nào đúng và hợp lệ, 60 giây đầu tiên kết thúc là 30 giây tiếp theo chị đi lấy đồ ăn. Mình đứng đây mình rút kinh nghiệm nghe không? Chuẩn bị nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Một loại nguyên liệu cây dài, thơm, có nguyên một bụi. Tả. Dạ đúng. Hay quá, quá thông minh luôn. Dạ, trái đắng tròn tròn, gai sần sù, thường để hầm hoặc là xào thịt bò. Khổ quá. Giỏi quá. Con này nó lớn hơn con tép. Tôm. Dạ, giỏi đúng. Nữa. Năm nay là năm gì chị? Năm nay là năm con gì? Heo. Thịt heo. Dạ đúng. Không, chưa chính xác. Thịt ba rọi. Nó đồng nghĩa như vậy luôn á. Thịt ba chỉ. Dạ đúng. Giỏi quá. Năm. Cái gì? Bốn. Cái con gì ở dưới biển mà có tua tua á chị? Hai. Bạch tuộc. Một. Dạ, đúng. Rồi, xin mời 30 giây tiếp theo chị đi lấy đồ ăn ạ. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Những lời gợi ý rất là cụ thể và chính xác đã giúp cho chị Anh Thư giải đáp hầu hết những đáp án. Cố lên, em không thể hỗ trợ chị được. Đây là phần của chị tương tác với lại các bạn hâm mộ.
Cố lên, cố lên. Lâu rồi mình mới có cái cảm giác đi chợ mà nhanh gọn lẹ như vậy. Rồi chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án nha. Và bây giờ sẽ là món đầu tiên. Xả. Có xả. Tiếp theo. Khổ qua. Có khổ qua. Có khổ qua. Tiếp theo. Tôm. Có tôm. Ăn tép, ăn tôm. Tiếp theo. Thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ. À, chị rất là thông minh. Ba rồi không phải là ba chỉ thôi. Cuối cùng là mực. Thì cái khoảnh khắc mà 60 giây kết thúc thì chị đã nói là bạch tuộc. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc Phúc Hậu à. Món ăn này với công thức này mà thiếu đi con mực là coi như là mất đi một phần gia vị. Chị Thư sẽ phải chịu trách nhiệm về phần thiếu thốn đó. Chị hãy sẵn sàng với thử thách tiếp theo nha. Nhưng mà bây giờ hãy đến với phần vượt thử thách của bạn Tâm Bảo. Xin mời. Và bây giờ hãy sẵn sàng. Tâm Bảo có rút được kinh nghiệm đến từ Phú Hậu hay không? 3, 2, 1, bắt đầu. À, chị ơi, cái quả này nó chua. Chanh. Giỏi. Đây là cái quả nó có màu đỏ. Cà chua. Dạ đúng rồi. Ghê 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 ghê. Cái quả này cắt ra thì nó bị sọc vô mắt, bị cay mắt. Ớt hả? Để dùng để khử mùi. Tỏi. Dạ không phải. Hành, củ hành. Chưa chính xác. Đúng chữ từ đầu. Từ thứ hai là nó ở củ phương. Tỏi. Trái nghĩa với phương đông. Phương hành tây hả? Dạ đúng. Thì ráp lại đi, ráp lại. Ráp lại, ráp lại. Gì ta? Củ hành tây. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái hạt này khi mình rang nó lên thì nó giòn giòn. À, đậu phộng. Dạ đúng rồi. Con này nó to gần bằng con trâu. 5 Con ba. 4 Con bò. Dạ đúng rồi. 2 1 Hết 60 giây. Nào, xin mời chị Thư đi siêu thị. Trời, nhiều món quá. Nào nào nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Cố lên chị ơi. Chị lấy được đủ 5 là ok rồi đó. À đủ rồi. Ôi, người phụ nữ đảm đang của chúng ta đi chợ lúc nào cũng nhanh gọn lẹ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra tất cả những câu hỏi. Hình ảnh đầu tiên xin mời. Chanh, chính xác. Có chanh. Tiếp theo, cà chua. Có cà chua. Ê, cà chua. Rất tốt. Tiếp theo, hành tây. Hành tây hợp lại luôn nè. Đậu phộng. Có luôn. Có đậu phộng. Và cuối cùng là thịt bò. Thì lúc mà chị trả lời là con bò thì em hết cứu được chị rồi. Chị phải nói là thịt bò thì mới chính xác. Ủa lộn, cứ nghĩ con trâu là con bò. Cái vụ án liên quan tới con bò đã không hợp lệ. Vẫn thiếu một món nguyên liệu. Không biết hình phạt dành cho chị Thư như thế nào đã. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đến với hình phạt của chị Thư. Để đến với vòng tiếp theo được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là không gian để chúng ta chinh phục khẩu vị ngôi sao để có thể chế biến những món ngon. Nhưng mà bây giờ hai nguyên liệu cần thiết đó chính là phần mực ở phần chế biến của bạn Phúc Hậu cũng như là phần thịt bò của bạn Tâm Bảo đang bị thiếu. Và bây giờ sẽ là phần vượt thử thách của chính khách mời ngày hôm nay là diễn viên Anh Thư. Chị sẽ phải cố gắng chịu hình phạt này để mang lại những nguyên liệu vụ. Chắc chị thương fan hâm mộ của mình lắm đúng không chị? Thương thương đúng không? Đúng rồi, trời, chị đang diễn kìa, mai chạy diễn đi. Ngày hôm nay chị rất đẹp. Nên sẽ đúng với sở trường của chị luôn là diễn xuất. Là một người diễn viên, đương nhiên cái khả năng cơ mặt của mình phải vô cùng biến hóa. Và tổ chức sẽ đưa ra một đề bài sẽ xuất hiện trên màn hình. Chị nhìn vào cái màn hình đó và bắt chước theo những gương mặt, những cái cơ mặt sẽ xuất hiện trên đó. Nếu như chị thể hiện, tái hiện lại một cách chính xác nhất, cụ thể nhất, có thể là sáng tạo hơn thì chúng tôi sẽ cho qua phần thử thách này. Đề bài đầu tiên xin mời. Dễ quá, dễ, à này dễ nè. Làm nè, làm. Được, được, được. Chấp nhận. Ok, mỗi gương mặt chị giữ 5 giây giúp em nha. Hình ảnh thứ hai. Dễ thương nè. Được, 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 được. Được, được. Hình ảnh thứ ba. Trời ơi. Ờ, cái này khó nè. Này phải mắc hí nè. Chưa mở lên. Chị không được cười. Chị phải có 5 giây lận. Nào, cố lên, cố lên. Nhanh lên nào, 5 giây lận, 5 giây lận. Chưa được 5 giây. Rất tốt. Dễ thương. Tiếp tục hình ảnh thứ tư. Dễ dễ. Hình ảnh thứ năm. Cái này được nè. Cái mặt của chị là phải giấu quyền vô sắc vậy luôn đó. Hai con mắt á. Chị hơi dư răng ấy, phải bẻ bớt răng thì mới giống hình. Lại nào, lại nào, lại nào. Ok, cho qua. Hình ảnh thứ sáu. Không phải có nọng. Em bé nó có nọng kìa. Làm nọng đi. Không làm nọng được. Lại nào, không thấy con người luôn á, không thấy con mắt luôn á. Có khi cái mặt em làm giống hơn. Rồi, hình ảnh tiếp theo. Trời ơi, ai đi. Cái này là hình ảnh bị té giếng á chị. Không biết là mắt lé.
Chị phải làm giống cái hình như cái mặt em vậy đó thì mới tính là hợp lại. Sao hai cái này nó chui vô được? Đó, chị lé đi. Không lé là hình cuối cùng là em cho chị loại luôn á. Chưa có lé. Không có lé được. Chị để xa 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 lên á. Chị từ xa. Từ xa nè, từ xa. Rồi để nhìn nhìn thẳng vô ngón tay. Thu hẹp từ từ, từ từ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, méo qua miệng không quên. Méo miệng không quên. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và chúc mừng chị Thư, chị rất là nhiệt tình. À, bây giờ xin mời chị Thư hãy đem về hai món còn thiếu dành cho hai bạn, đó là Tâm Bảo và Phúc Hậu. Và bây giờ thì mực và bò đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi sẽ trả lại cho các bạn những không gian riêng tư nhất để chúng ta tập trung dồn hết tâm huyết của mình vào món ăn nha. Chúc hai bạn thành công. Và bây giờ xin mời chị Thư ra đây em chỉ cho làm cách lé nè. Một smile. Wow. Yeah. Trời ơi, hấp dẫn quá. Hai món ăn đậm chất miền Nam và miền Tây luôn á chị. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin mời Phúc Hậu và Tâm Bảo sẽ di chuyển về khu vực để chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình nè. Hậu ơi, em đặt tên món ăn là gì ạ? Dạ, món ăn của em thì đơn giản là mắm kho miền Tây thôi. Mắm kho miền Tây. Còn với món này ạ? Thưa anh, món của em là gỏi rau càng cua trộn thịt bò. Trời ơi, gỏi rau càng cua trộn thịt bò. Ăn thịt bò vô săn chắc cơ thể. Trời ơi. Ủa, cái này ăn với bánh tráng hả? Dạ đúng rồi. Chị muốn thưởng thức món nào trước ạ? Cái món này đơn giản hơn. Chắc là món khai vị đi ha. Khai vị đi. Dạ, khai vị với món gỏi trước đi. Bạn muốn gửi gắm thông điệp tình cảm nào? Ôi trời ơi, chị mời em. Thử. Trời ơi, cảm ơn chị. Chị là một trong những khách mời nghệ sĩ hiếm hoi và cho em được thưởng thức cùng ngon không nói được nữa. Em ơi, em muốn gửi gắm tình cảm gì trong món ăn này? Cũng giống như món ăn đó, xuất phát từ cái tình cảm mộc mạc chân phương của một người trẻ yêu thích bật tiền bối của mình trong nghề. Với món ăn này thì bạn hy vọng cái sức khỏe và cái phong độ thể trạng của chị Thư như thế nào nào? Cùng là một người mẫu ấy, em hiểu là mình cần phải luôn luôn giữ gìn vóc dáng, cho nên là cách lựa chọn rau càng cua cùng với thịt bò thì nó hạn chế những cái lượng mỡ này, khiến cho cơ thể mình mập ra. Ngon quá, ngon quá. Em có được mẹ em truyền lại cái bí quyết để làm nước chấm, đó là thường ấy khi mình pha nước mắm mình sẽ không có vắt chanh trực tiếp vào, mà mình sẽ tách từng cái muối chanh nó ra để đâm nó. Có nghĩa là mình gọt cái vỏ xong cái mình tách cái muối đúng không? À. Thì khi mà mình pha nước mắm vào ấy, nó những cái hoa chanh nó sẽ nổi lên giống như là hoa tuyết vậy đó, trông nó sẽ đẹp mắt, bắt mắt mình hơn. Hay quá. Học hỏi thêm một bí kíp rất là tốt. Mình nhận xét là cái món này, món gỏi mặc dù không biết làm nhưng mình biết ăn. Thưởng thức dạ. Ngon mà. Cho nên là nó rất là đậm đà. Có của các hành tây. Hành tây nè, đậu phộng. Quan trọng là một cái thứ gia vị không thể thiếu, đó là đậu phộng. Dạ. Đậu phộng bằng này là tự rang và rang rất là vừa, nó vừa thơm vừa bùi mà nó có cái vị ngọt của đậu phộng cộng với một tí xíu cay cay chua chua rồi ngọt ngọt của thịt bò, rồi là cái mùi vị đặc trưng của cái rau càng cua, quá xuất sắc. Trời ơi, chị tả thôi mà em muốn giật luôn cái dĩa này em ăn mình luôn á. Ngon quá, ngon, chúc mừng bạn, rất là ngon. Rồi bây giờ thì sẽ đến với món tiếp theo. Đây là mắm kho miền Tây. Nào, bạn muốn trình bày gì về món ăn của mình? Dạ, cái món ăn của em thì nó cũng đơn giản như là... Đơn giản gì đó. Không đâu, mắm mắm kho là chứ. Không hề đơn giản nha. Thư không biết nấu nhưng mà Thư biết. Đơn giản là theo cái cách mình nói, tại vì mình cũng thường hay nấu. À. Còn đối với công thức của nó nấu rất là phức tạp. Ừ, đúng rồi đó. Tại vì khi mà mình làm mắm, mình phải... trần nó, rồi mình phải vợt lấy phải lược, xác, phải lược rồi xác ra. Dạ rồi thịt cá mực là mình phải xào với sả với tỏi với ớt để mình khử đi cái mùi dạ, tanh khử không? Đi mùi tanh rồi
khổ qua là mình phải luộc riêng để tránh nó đắng, nó làm đắng cái mắm của mình. Xong rồi mình nấu cái nước, xong mình mới bỏ những cái thứ đó vô rồi mình nêm nếm lại. Cái này nó rất là công phu, phải là kiểu như là đó. Người phụ nữ phải biết thu vén gia đình dữ lắm, phải đúng, biết đúng. Phải biết tiết kiệm thời gian nữa, biết nút như thế nào để mình nấu làm sao cho nó tiết kiệm thời gian, chứ không thôi là nấu giống như mà Thư nấu món này chắc một ngày đó. Dạ cầu kỳ lắm. Thôi em mời chị. Em mời chị. Cho phép Hà Đỗ Bà cũng thưởng thức nha. Tại vì Hà cũng thích, rất là thích những món đặc trưng miền Tây này. Trời ngon lắm luôn á. Ngon lắm luôn. Cái này em nấu nó hơi đậm đà xíu á. Phải đậm, trời ơi, chị Thư chị thích cái gì là ra cái đó á. Chị Thư đậm đà. Không có nhạt, Thư là không hề nhạt. Đúng, Thư không hề nhạt. Nhưng mà cái phần mắm là cái quan trọng. Cái món nước nè. Nước là nước quan trọng lắm. Thử đi rồi nói. Đấy. Cực kỳ ngon. Trời ơi, ngon quá. Cực kỳ ngon luôn, thật sự luôn, không phải là ghi hình mà mình khen đâu nha. Dạ. Thấy cánh cò bay bay kìa. Cái này không để được cái tô mà để mà cái nồi lẩu mà nó nóng quá. Mình vừa ăn mà cái ở trên cái bếp nóng á. Có người đang lùa trâu về chùa người chị. Trời ơi, cánh cò bay lả bay la kìa. Trời ơi, miền Tây về em rồi. Ô bến xe kìa, từ từ tôi chưa muốn về. Bến xe kế bên luôn. Rồi rồi về rồi. Trời ơi, ngon quá em ơi. Cái nước trời xuất sắc luôn á. Ngon quá em ơi. Trời ơi, nghe cái giờ đói nữa. Chị nói tiếp câu giờ cho em ăn được không? Đây là một cái món ăn rất là phức tạp và khó nấu. Trời ơi, hương. Cho nên là em cho chị 15 phút để suy nghĩ xem món nào thắng cuộc để ăn hết món này nha. Giờ sao giờ khó quá. Và bây giờ sẽ là giây phút rất hồi hộp để nghệ sĩ Anh Thư sẽ quyết định xem món ăn nào chiến thắng ở tuần này cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Thực sự rất là khó để khó mà à. Để mà bây giờ xét về lý trí đi, là hai món 10 điểm. Đúng rồi. Nhưng mà xét về cảm xúc, đây là một cái món ăn được xuất phát từ một cô gái đẹp. Một chàng trai cũng đẹp. Một chàng trai thì cũng đẹp nhưng mà tôi nghĩ cao. Là Bảo sẽ rất là vui lòng để mà nhường cái giải thưởng lại cho Phúc Hậu. Tại vì thật sự cái món này tôi thấy nó quá cầu kỳ. Như vậy là với sự quyết định của chị Anh Thư, món ăn chiến thắng tuần này cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao chính là món mắm kho miền Tây của bạn Phúc Hậu. Chúc mừng Phúc Hậu. Và người về nhìn hôm nay là Tâm Bảo. Nào, chia sẻ niềm vui với nhau nào. Món ăn của em rất là ngon. Thư, phụ em ơi Thư ơi. Nặng quá, giải thưởng quá nặng luôn. Nặng luôn. 5 tỷ hả? 5 triệu, nặng lắm. Rồi. Mời chị trao lại cho người bạn nhất ngày hôm nay. Chúc đó chính là Phúc Hậu. Yeah, tuyệt vời quá. Cảm xúc như thế nào ạ? Em cảm thấy rất là vui. Tại khi đầu mà em tham gia chương trình, em không nghĩ là mình sẽ được giải. Em nghĩ là mình đến đây để nấu ăn và được gặp chị Thư như là anh Quang. Là mình vui rồi đúng dạ, không nào? Dạ, vui rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều, tuyệt vời quá. Và số tiền thưởng này sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều động lực hơn nữa để có những bữa ăn ngon trong gia đình. Đặc biệt là lần sau cũng nhớ nấu cho chị Thư ăn nữa nha. Còn Bảo ơi, ngày hôm nay bạn cũng rất là xuất sắc. Món ăn của mình nó hơi đơn giản hơn một chút xíu so với món cầu kỳ bên đây. Nên thôi, mình nhường chiến thắng lại cho người đẹp nha. Thực ra là hôm nay gặp chị Thư là em rất là vui rồi. Dạ. Gặp chị Thư là một phần thưởng rất là lớn đối với mình rồi đúng không nào? Và không biết là bạn muốn có lời chúc nào dành cho chị Thư không? Em chúc chị Thư là luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn có nhiều fan hâm mộ như tụi em. Cảm ơn em. Chị cũng chúc cho Bảo cũng như là Hậu sẽ càng ngày càng thành công trong mọi cái sự lựa chọn của mình. Rất là vui khi mà hôm nay được gặp Bảo, Hậu cũng như là tất cả mọi người ở đây, cả Hoàng nữa. Dạ. thấy là hơi. Và em cũng chúc cho chị Thư sau chương trình ngày hôm nay cũng sẽ biết nấu ăn món mắm và món gỏi. Một lát nữa sẽ xin công thức. Xin công thức liền, dạ học hỏi liền. Cảm ơn chị Thư rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.